tiếp tục thì bữa nay phát sang phun cửa cuối cho lúa M80 không con? Thì bữa nay lúa bữa nay được 80 ngày đó. Thì phun cửa này nữa thì ta cắt được khoảng 95 96 ngày, 94 96 ngày cũng mười mấy ngày mới bỏ ha. Thì cửa này thì chủ yếu là thúc cho vô gạo cổ nè, với phòng về độ ôm còn cỏ bông cỏ giá. Thì đó mới giống hộp bự này bà con bỏ xa ngày quá, bà con xịt ngừa độ ôm là thua đó ha. Nó tới cắt là nó vô gạo hết, chấp nhận là vô gạo hết luôn, nhưng mà nó vẫn bị chích cỏ bông. Đó, chích cỏ bông là nó khô là nó nhẹ ký ha. Đặc biệt là những bà con mình xịt giai đoạn sau, xịt ba cái phân bón lá dạng kích đó, hoặc là bón phân nước hạt rồi nó non cổ thì nó còn rất là dễ bị nữa. Còn nếu nó già cổ thì cũng bị nhưng mà lấy gai. Nhưng mà mình xịt ngừa cho chắc ăn coi. Về đâu ôm có bông thì ví dụ nó không xảy ra, nhưng mà nó xảy ra cái tình trạng đâu ôm có vé thì nó cũng nhẹ ký, nó khô vé. Và hiện tại thì lúa này là 80 ngày hả con? Thì thật sơn thấy nó vô gạo vô mà sao thấy nó lép xanh quá bà con ơi. Có lép xanh á. Mà cái lép xanh này mình nói lép xanh nhưng mà nó vẫn còn vô gạo ha, mà con thấy là bữa hổm thì nó vẫn là học ngoài đầu, mà con thấy không? Đáng lẽ là học ngoài đầu vô trước nhưng mà nó không vô, nó xanh. Nó vô mới học kia đã rồi bắt đầu quay lại nó vô cái học ngoài này đó nè. Thì nói về cái lép vàng thì nó sẽ bị hư luôn, còn nói về lép xanh thì nó vẫn có khả năng vô gạo được khác mà con. Đó, thì bởi vì cái cử này là phun vô để cho nó phun hỗ trợ về phân bón lá để cho nó vô gạo ha, cho nó vô mấy hạt xanh này nè. Nó cái hạt nào nó vô được thì nó vô được thì nó lép cũng được. Này như mấy cái hạt này là kêu lép xanh này nhưng mà nó vẫn vô gạo nè. Nhưng mà nếu bà con thúc thì vô nữa ha. Và cái lá này nó hết dinh dưỡng rồi. Lá này muốn vô cũng không được đâu, hết rồi ha. Và hiện tại thì nó xảy ra một đợt là hực lá chân đó con. Thì nó cái này khoảng 80 khoảng 8 mấy 90 ngày nó bà con hực rồi. Chịu không nổi đâu ha. Tại vì cái thời tiết này thì chịu không nổi rồi, bắt buộc rồi, nếu mà cái này đâu có bón phân gì được nữa. Vậy là đủ ăn rồi. Những cái đợt sau nè, đợt sau rồi nó bà con mình sẽ hực nữa, nắng mưa xen kẽ vô hoài là nó con lúa mình nó hực lắm. Và cái nhánh vé nó rất là xanh, thấy không con? Xanh ra tới ngoài luôn, nó 80 ngày. Nếu mà con xịt chặt thuốc rồi là nó khô liền á, 80 ngày là có một số mới trà lúa là khô đó, nhưng mà cái này còn rất xanh ra tới ngoài luôn rồi con không? Nó xanh chẽn ha, xanh chẽn thì nó nặng ký ha. Đây chủ yếu là thúc cho nó vô mấy cái gạo mấy cái hộp lớp xanh này nè. Đó, hạt rất no rất sáng ha. Này nó có tình trạng lớp xanh này nè. Rồi, chỉ đây Thất Sơn chia sẻ thuốc cho con ha. Xịt này chủ yếu là ngừa cái độ ôm của bông và độ ôm của vé, với xịt bổ sung dinh dưỡng cho nó vô gạo ha con. Vô gạo với nó kích cái bộ rễ á. Khi cái bộ rễ của bà con mà tới cắt á, tới bà con mà giai đoạn cuối mà bà con không xịt cho nó dưỡng bộ rễ thì tới cắt thì nó bị thúi bộ rễ, nó lão á, thì nó xảy ra tình trạng là rất dễ sập. Nhưng nếu bà con xịt đúng thuốc rồi thì cái bộ rễ thứ nhất là nó tăng cái tuổi thọ ha, chậm lão quá và có thể là ra rễ mới luôn, nó giúp cho nó bám ha. Nó bám hay không là do cái bộ rễ, bà con thấy không? Cái cây này thì Thất Sơn có xịt thuốc cứng cây rồi, thì nói về cây với nếu bà con mình yếu dinh dưỡng thì nếu mà gặp gió mạnh thì nó quật ngang mà cái bộ rễ bà con cứng mà cái cây này nó yếu thì nếu gió quật ngang nó gãy ngang đây nó sập, cũng là một nguyên nhân. Hai là nguyên nhân bà con xử lý thuốc cứng cây, cứng cây ngắn lóng ok nó không sập, nhưng mà cái bộ rễ này yếu, ví dụ vậy nè, đó, mưa gió nó sập nó nằm nghiêng nguyên một cây ra là cái bộ rễ nó bật gốc lên là nó nằm cây luôn, là đó là sập do bộ rễ ha. Và cái tình huống sập do cái cây yếu nó hai cái tình huống á, thì đây một là xử lý, hai là về cái bộ rễ, dù bộ rễ khỏe tới đâu thì bà con mình để nước là ngang hoài thì nói chung là cũng sập hết ha, bắt buộc phải thay khô. Và đối với đất thì bà con mình vụ này không có sợ khô đâu, bà con thấy nó khô ở trên trắng trắng chứ cái lúa bà con thấy vậy đó, trên đất bà con thấy trắng mà bà con thấy cứng cứng chứ ở dưới mặt nước, dưới nước mặt chứ không à. Và lúa nó rất là hay ha, đã đất này đất cát các sang thấy rồi, vụ đông xuân rồi bỏ mà khô mặt đất này trắng tươi luôn á. Nhưng mà khi bà con mình đào xuống một khoảng 2-3 phân á, vẫn còn độ ẩm dưới mà lúa có độ ẩm thì nó hút rồi ha. Thì bởi vì bà con mình đừng có ham nước, đặc biệt là lúa từ công từ chỗ điều tới thì sao, mà vụ hè thu này bỏ đi trước sau cũng mưa à. Thì về trước tiên giờ lấy gạo thì Thất Sơn bổ sung cái thằng dược D2 ha. Thì nói chung bổ sung này nó tới cắt thì nó vô được nhiêu vô vô cũng được thôi không con, còn nhiêu cũng ok. Thì cái gói này là 75.000 á, này của công ty Việt Sang con, gói này 60g 70.000. Thì gói này con xịt trung bình nó là 3 công lớn á, 3 công lớn là liều 3 công lớn á là vừa đó. Và đặc biệt thì nếu mà hiệu quả cao hơn thì mình kết hợp với kẽm này, dây giống như những lần trước Thất Sơn chia sẻ cho bà con á, những cái giai đoạn chỗ đều công chứ me hơi đỏ đuôi á, thì bà con kết hợp những cái thằng thuốc khác nữa thì nó vô gạo còn ngon nữa. Nhưng mà này cứ cố gắng chủ yếu là bổ sung cái phân bón hữu cơ vi lượng với
trong này nó có chất điều hòa sinh trưởng để giúp cho lúa nó điều hòa tốt ha, trao đổi chất tốt và nuôi hạt nó lâu và hạn chế lão hóa cái bộ rễ. Thì nó đã phân bón hữu cơ thằng dược D2 ha. Thì cái thành phần của nó là chất hữu cơ tới 30% ha một con, rất là cao ha. Chất hữu cơ là 30% và bổ sung thêm thành phần là lichit 20%, là medicago 20% ha, và thành phần vi lượng là kẽm nè, manh nhê nè, manh gan nè, bo nè, mỗi cái là 1.3, 1.2 và 3% ha, kẽm 3%, nói chung là rất là ngon ha con. Đặc biệt là nó có cái tính điều hòa sinh trưởng thì giúp lúa ít có bị cháy mà. Nói chung không bóng lá mà có chứa rất điều hòa sinh trưởng, vi lượng này là quá ngon ha. Còn thấy màu lúa nó chín rồi, nó xanh xanh như vậy đó. Từ trước nó sơn xịt này tới cái này 10 ngày mới xịt lại, xịt này nó đã bỏ luôn rồi ha. Đó, thì đối này thì nó là bổ sung hữu cơ vi lượng ha, và có chất điều hòa để cho lúa mình vô gạo tốt á. Đó. Đối với cái gói thằng dược D2 75 ngàn gói. Chai này thì 135 ngàn ha. Goxi đậu ôm 11, Goxi 30 Cedo 1, nó là thành phần của nó là đậu ôm lem lép. Nhưng mà đậu ôm là chính ha, lem lép chỉ là phụ thôi. Nên những cái giai đoạn cuối á, từ chín nó bông về sau thì bà con mình những cái giống, đặc biệt là những cái giống học bự á, thì nó không còn, cũng như còn khả năng lem lép nhưng mà tùy tình hình á. Nhưng mà giai đoạn này thì Thất Sơn chỉ xịt đậu ôm thôi, xịt cái bỏ ha. Thì đối với con Goxi nó hai vật chất là phenoxanil và phenoxanil đặc trị luôn á 20% và tebuconazole đặc trị về các nấm bệnh lem lép là 10% ha. Thì đối với cái chai này nó 135 ngàn, một chai 240 ml ha. Thì các cái cữ cuối á, thì bà con xịt nó trung bình nó là năm công một chai, là năm công lớn ha, chai năm công lớn là ok rồi ha. Còn nếu mà con muốn tiết kiệm nữa thì 6 công vẫn được nhưng mà nó hơi dợt ha. Này Thất Sơn chỉ xịt năm công lớn thôi để cho nó an toàn, vì cái thời gian mình bỏ tới cắt tới 15 ngày luôn bà con ơi ha. Thuốc đậm chút xíu thì nó ok. Thì đó, phần chất phenoxynil này nó là dạng XC, nó là nó rất là mát em không. Khi bọn xịt vô thì nó không có dễ gây tình trạng cháy lá. Còn con xịt một số cái thuốc đậu ôm cửa cuối như cái dạng như là Fifilia nè, rồi những cái dạng thuốc bột mà dạng WKB đâu đó, mà con xịt đi vô nó cháy chớp lá, cháy từ từ xuống hết trơn, kết hợp với cái thời tiết hiện tại nè, con thấy không, nắng mưa rồi cái bình thường thì nó sang xịt có cái chất điều hòa sinh trưởng mà bộ lá nó còn chịu không nổi nữa đó. Rồi bà con xịt cái dạng thuốc nóng vô rồi sao chịu nổi, nó phụp nó xuống luôn mau ha. Đó, thì đối với này bị đôi bị một ha, nó đặc trị là ôm lá nó cũng bông luôn, leo lớp hạt luôn, nghiêng gì leo lớp hạt luôn, tại vì nó có thành phần là tebuconazole mà. Rồi thì ở đây thì có để là sạch bệnh xanh cây mát lúa ha. Thì đối với hoạt chất phenoxynil thì nó xài thì nó im hơn thằng hoạt chất chi á. Hoạt chất chi thì nó được cái là cứng cây dày lá nhưng mà nó nóng, nói chung là được này mát cái kia, còn này thì mát cây xanh cây ha. Rồi thì Thất Sơn chia sẻ cho bà con nghe.